Chuyến đi gắn kết của vua Charles và hoàng tử Harry được chia sẻ sau khi tuyên bố Spare. Đoạn phim của vua Charles và hoàng tử Harry trong chuyến thăm Nam Phi ngay sau cái chết của công nương Diana vào năm 1997 đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Người hâm mộ đã tải clip trên nền tảng chia sẻ video TikTok. Các đoạn ghi âm của vua Charles và Harry đã xuất hiện trở lại sau khi hoàng tử kể lại chi tiết về chuyến đi trong cuốn hồi ký kỷ lục Spare của mình. Sau khi phát hành vào tháng 1, nó đã trở thành cuốn sách phi hư cấu bán chảy nhất mọi thời đại. Trong hồi ký, Harry đã đưa ra một số nhận xét quan trọng về gia đình và quá trình nuôi dạy của mình. Anh ấy cũng lần đầu tiên thảo luận chi tiết về những ảnh hưởng về tinh thần và thể chất mà anh ấy đã trải qua sau cái chết của mẹ, công nương Diana khi anh ấy mới 12 tuổi. Trong vài tuần sau khi mẹ qua đời, Jack đã đưa cậu con trai út của mình lên kế hoạch đến thăm Nam Phi trong khi hoàng tử William đi học ở xa. Harry kể lại trong cuốn Spare rằng chuyến đi là một trải nghiệm gắn kết giữa anh và cha mình. Tuy nhiên, hoàng tử nói thêm rằng các khía cạnh của nó được sử dụng để củng cố hình ảnh trước công chúng của xác, vốn đã bị ảnh hưởng sau cái chết của Diana trong một vụ tai nạn ô tô ở Paris. Được người dùng princess.diana.spencer tải lên TikTok, video lan truyền đã thu được hơn 330.000 lượt xem và 28.000 lượt thích. Một số bình luận đã khen người hoàng tử trẻ Harry thật dễ thương, một người dùng viết, một người khác nói thêm. Harry bé bỏng, anh ấy kể về chuyến đi này trong cuốn sách của mình. Trong Spare, Harry viết rằng, một phần Jack muốn con trai mình ở đó trong chuyến thăm Nam Phi vì ông lo ngại về việc để cầu một mình tại cung điện St. James. Quá sớm sau cái chết của mẹ cậu. Ông ấy cũng sợ những gì tôi có thể làm trong cung điện lớn đó một mình, Harry viết. Ông ấy sợ tôi có thể nhìn thoáng qua một tờ báo, nghe lỏm được một đài phát thanh, hơn nữa, ông ấy sợ tôi có thể bị chụp ảnh qua cửa sổ đang mở hoặc khi đang chơi với những người lính đồ chơi của tôi trong vườn. Ông ấy có thể tưởng tượng các phóng viên đang cố gắng nói chuyện với tôi, hét lên những câu hỏi. Chào Harry, bạn có nhớ mẹ của mình không? Hoàng tử nói thêm. Chuyến đi bao gồm một buổi tối xem nhóm nhạc pop Spigons, những người ủng hộ tổ chức từ thiện The Prince Trust của Charles, biểu diễn một buổi hòa nhạc ở Johannesburg người ra còn có cuộc gặp với Tổng thống Nelson Mandela. Mặc dù hào hứng với chuyến thăm và dành thời gian với cha mình, Harry nói thêm rằng có một động cơ thầm kín cho chuyến đi mà cốt lõi của nó là vấn đề lâu đời của Pia. Sự thật là nhân viên của ba hy vọng một bức ảnh chụp ông ấy đứng bên cạnh nhà lãnh đạo chính trị được kính trọng nhất thế giới và nữ nghệ sĩ âm nhạc nổi tiếng nhất thế giới sẽ mang lại cho ông ấy một số tiêu đề tích cực, điều mà ông ấy vô cùng gần. Harry viết, Kể từ khi mẹ mất tích, ông ấy đã trở nên tàn bạo. Mọi người đổ lỗi cho ông ấy về vụ ly hôn và vì thế cho tất cả những gì tiếp theo. Hoàng tử nhớ lại, chuyến thăm nhìn chung diễn ra tốt đẹp ngoại trừ lần đầu tiên anh xuất hiện trước công chúng kể từ đám tang của Diana. Sau Johannesburg, nhóm hoàng gia đã dành thời gian ở kwazulu natal và tìm hiểu về lịch sử của anh trong khu vực. Trên đường về nhà tôi tự nhủ rằng toàn bộ chuyến đi thật tuyệt vời. Harry viết trong hồi ký Spare, không chỉ là một cuộc phiêu lưu tuyệt vời mà nó còn là một trải nghiệm gắn kết với ba. Chắc chắn cuộc sống bây giờ sẽ hoàn toàn khác. Mối quan hệ giữa cha và con trai hiện đang căng thẳng. Harry tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn vào thời điểm phát hành *Spare* rằng cả hai hiện không nói chuyện. Khi được hỏi liệu anh có tham dự lễ đăng quang của xác vào ngày 6 tháng 5 tại London hay không, Hoàng tử nói: "Có rất nhiều điều có thể xảy ra từ bây giờ cho đến lúc đó, nhưng bạn biết đấy, cánh cửa luôn rộng mở." Nó đã được xác nhận vào đầu tháng này rằng Harry và Meghan Markle đã được văn phòng của nhà vua liên lạc về lễ đăng quang. Tuy nhiên, quyết định về việc họ có tham dự hay không sẽ không được xác nhận cho đến gần buổi lễ.